Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay bên Nghĩa Audio xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái dòng đẩy nổi tiếng trên thế giới, đó là cái dòng đẩy Chris Audio CA20. Cái con này thì nó là chuyên trị loa sân khấu và loa súp hơi bắt súp kép 50 các bạn. Đây, các bác nhìn rõ đây, Chris Audio CA20 gồm có hai kênh. Đây là công tắc nguồn này, chữ CA màu đỏ các bạn nhé, CA màu đỏ. Đây là hai quạt, bốn quạt hút gió này. Con này nó rất là khủng các bạn, nặng nếu tính trọng lượng cả bao bì của nó lên đến là 43 cân cả hộp các thứ nữa. Đây là hàng mới các bạn nhé, hàng mới, hàng xịn nhất của CA20. Con này cái chiều sâu của nó, cái chiều sâu này, cái chiều bề sâu này này, nó là sâu 58 cm, là tính từ cái mép này đến cái tay này. Đấy, 58 cm các bác nhé. Con này nó là size đẩy là size 3U, size dày các bạn, dày 15 phân, sâu là 58, cao 15 phân. Tôi sẽ mở cho các bác xem. Con này quá khủng luôn. Nguồn con này là nguồn 20 phân bề rộng và cao 15 phân. Đấy, các bạn thì cứ nhìn thấy đây. Nó có ghi ở đây là nguồn CA20A2. Đó. Rất là khủng các bác. Mạch chạy ra đây. Con này là chạy sò Toshiba xịn của Nhật các bác. 1943. Mới lại C5200. TTC C5200 Japan. À. Mình con này là hàng xịn các bác nhé, nhưng không có những mấy em CA20 hàng rẻ tiền, giá thì tầm 9 triệu mới lại rẻ hơn 9 triệu. Có chữ đằng trước là màu xanh là cái thứ nhất, cái thứ hai là mên của nó là màu xanh nõn chuối, hàng rẻ tiền các bác nhé. Đây là hàng xịn của nó là mên màu xanh nước biển, màu xanh đậm, màu xanh tím than đấy các bạn, mới nhìn thấy không? Đấy, nó khác nhau rõ ràng luôn là như thế. Mà tụ của nó là tụ cao, tụ nó cao bằng cái nguồn này các bạn này, nhìn thấy không, tụ nó rất là cao luôn. Đây con tụ này của cái hãng A1, có cái 63V và 22.000 microfarad, tụ rất dài luôn, các bạn có thể nhìn thấy không nhỉ. Mên tất cả mên màu xanh tím than hết. Và mỗi một cái vế của con này, mỗi một bên kênh ấy, thì nó sẽ chạy là tổng có 24 sò một kênh để đánh súp hơi các thứ thoải mái, đánh một cặp súp kép 50 thoải mái các bác nhé, hoặc là chơi loa full, loa full bát 40 hay bát 40 một kèn ấy, để cho anh em đánh hội trường ngoài trời. Cái dòng này nó chạy là 12 tụ khổng lồ được các bạn này, 12 tụ to này. Đây là cái biến thế của nó cực kỳ khủng luôn, biến thế đồng các bạn nhé, nặng trên 40 cân. Đó, khủng khiếp luôn, hàng mới. Còn về mặt sau của nó thì đây, em ra đây quay cái mặt sau cho các bác. Con này nó nặng quá, không dê gì được. Đây, nhìn cái dây nguồn của nó này các bác, đây là cái dây nguồn của nó, nhìn khủng như kiểu là máy phát điện ấy. Đây là cái dây máy phát ấy. Đây có 4 quạt tản nhiệt, con này có hai quạt đằng sau này, là có cái lồng quạt này. Đây, đây là hai đường vào này các bạn này, hai đường vào cổng Canon mà đực của Canon cái này, hai đường pin này, chỗ nhảy chế độ vào này, chế độ dồn kênh này, paralơ stel, cắt cốt để đánh súp, cắt cốt trực tiếp ở trên nền luôn các bạn. Đây cắt cốt đây, low pass là on để cắt từ 30Hz này. Đấy, các bạn có thể nhìn rõ không nhỉ, nhìn mất thật. Còn đây là ba đường để ra loa,
hai cái đường này để đánh loa full các bạn này, đánh loa full hoặc đánh súp. Một cái đường ở giữa này là đường dồn kênh, có chữ drift đây, drift dồn kênh ở giữa này. Đấy. Có cả cái cọc đấu xoáy bình thường. Giá con này bên em đang bán với giá là 12.500 các bác nhé, 12.500 hàng mới, một con Crit Audio CA20, hàng khủng dành cho các bác nào làm đình đám, đám xá các kiểu, phù hợp với những bác chơi hàng khủng. Không khuyến cáo các bác đánh những loa gia đình nhỏ là bát 25, bát 30, chơi từ loa 40, full 40 trở lên, bát 50. Quá khủng luôn. Em này tổng của nó là đây. À, trên mạch này nó còn ghi chữ, trên mạch là nó chữ CA20 đúng không này. Đấy. Nhìn thấy không? CA20 20160926. Tổng này là nó có cả bù áp luôn. Con bù áp nó đóng khung trong cái này luôn. Con sò 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 con sò. Đây là em không tính chỉ có 12 con sò là qua chở trắng, còn tổng của nó là 13 con. Đấy. Chưa tính búa các em, búa ở bên này luôn nhé. Đấy. 13 con như vậy là hai mặt có một cái kênh này là 13 13, bây giờ 26 26 với lại 26 là đi 52, tổng là 52 con sò các bác nhé. Đây là cái phần sơ le đầu vào nguồn, sơ le hai kênh. Đấy, hàng cực kỳ khủng luôn. Đấy, em chỉ làm cái clip này giới thiệu sơ qua các bác về các con Crit Audio CA20. Bác nào có nhu cầu đặt hàng hoặc là mua hàng thì liên hệ trực tiếp đến Audio qua số điện thoại 0934573743 hoặc qua số 0946586632. Và có thể đến trực tiếp địa chỉ số 80 ngõ 18 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội để xem và trải nghiệm sản phẩm. Các bác mua hàng từ xa xin vui lòng liên hệ trực tiếp để tìm hiểu những phương thức thanh toán ở bên mình. Đối với con này thì vừa bưu điện nó rất là nặng cước các bạn, nó trên 40 cân. Nếu cả bao bì của nó tầm 4, phải đóng thêm xốp sủng và thứ vào nữa thì nó thêm, nó lên tầm khoảng 45-46 cân đúng không ạ? Nên vì bưu điện rất khó, cước rất cao. Nên các bác vui lòng mà ok thì chuyển khoản, mình gửi hàng xe khách cho nó tiện, hàng đảm bảo hơn vì hàng này là hàng nặng. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo, nguồn quá khủng luôn, 100% dây đồng các bác nhé. Các bác nhận hàng này nếu hàng không phải là bên xanh này mà hàng không phải là con này thì em hoàn tiền lại gấp đôi cho các bác. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác vào những video clip lần sau. Xin chào.